Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Chúng ta đã biết trong những ngày qua, và mỗi khi có một cái đại dịch xảy ra trên thế giới, trên chương trình này chúng tôi đã nói một lần cách đây không lâu, là trong cái thời chiến tranh lạnh á, nó có hai cực, tư bản và cộng sản do Liên Xô đứng đầu, tư bản do Mỹ đứng đầu. Khi có một cái gì đó thì hai anh đại ca này đứng ra cáng đáng và giữ trật tự thế giới. Còn bây giờ sau khi mà chiến tranh lạnh chấm dứt, Liên Xô tan rã, thế giới không còn hai cực nữa, mà là không còn lưỡng cực nữa, mà là đa cực. Khi đa cực như vậy bắt đầu nó có những rắc rối. Ví dụ như nước Mỹ sẽ phải đối diện với nhiều nước hơn, thay vì ngày xưa chỉ nói chuyện với lại Liên Xô thôi hay là Trung Quốc thôi. Và bây giờ Nga cũng vậy, cũng phải nói chuyện với nhiều nước khác, đại khái những nước nào gặp khó khăn. Mà chuyện đó họ cũng có thể là họ giải quyết được trong ít nhất là 30 năm qua. Tôi tính kể từ năm 89 khi mà chế độ Liên Xô sụp đổ, đến bây giờ 2020 là gần 30 năm rồi, thưa quý vị. Thì mọi chuyện ok. Cho tới khi bây giờ có đại dịch Covid-19 nó xảy ra cho tất cả mọi nơi trên thế giới, thì chúng ta không có cái nước lãnh đạo, không có quốc gia lãnh đạo, mà tất cả mọi nước vì họ nhìn vào Mỹ vẫn là một cái nhà lãnh đạo của thế giới, nghĩa là chung tay giúp đỡ cái này kia. Mà thực ra Mỹ giúp đỡ các nước khác đó, mình phải nói một cái điều cái này nhiều người cũng chỉ nghĩ một phía thôi. Tại sao Mỹ viện trợ cho nhiều quốc gia trên thế giới từ thời chiến tranh lạnh cho đến bây giờ? Tại sao ngoại giao của Mỹ có mặt khắp nơi? Tại sao Mỹ đóng góp vào nhiều tổ chức thế giới? Bởi quyền lợi nước Mỹ thì nước Mỹ quá lớn, nên nước Mỹ cũng phải có mặt ở tất cả các nơi để bảo vệ quyền lợi cho mình. Nhiều khi chúng ta thấy, ủa tại sao Mỹ viện trợ cho nước này mấy trăm triệu đô la, năm nào cũng vậy, cứ năm nào phải viện trợ, nước kia vài chục triệu đô la, để làm gì? Đó là quyền lợi của Mỹ. Mỹ muốn thế giới ổn định để vào Mỹ làm ăn, bởi vì các công ty của Mỹ là các đại công ty lớn như thế giới. Thành ra khi mà nó có cái gì đó, thế giới mất trật tự đó, nước Mỹ bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng. Thì trước khi đi tiếp cái này, mở ngoặc quý vị tí xíu đó. Khi ngày xưa tôi làm ở Washington DC, tôi biết đó. Quý vị nào ở Washington DC, quý vị biết K Street, anh Long có biết K Street là gì không? Con đường K, chữ K. K Street ở trên Sắc Tô cũng có K Street, đó là đường nó đi theo cái mẫu tự A, B, C, D. K Street ở tại Washington DC nó nổi tiếng là cái con đường mà có nhiều công ty lobby nhất trên thế giới. Người ta nói với nhau không có nơi nào nhiều luật sư bằng Washington DC trên thế giới. Mà trên K Street nó có nhiều công ty, thì một trong công ty nổi tiếng đó là công ty của ông Henry Kissinger, công ty luật, chuyên đi lobby chính phủ Mỹ để mỗi năm chi viện trợ cho các nước khác. Ví dụ ông Long là chính phủ Colombia, thì ông Long sẽ mướn ông Dũng: anh làm sao mà bảo đảm cho tôi cái viện trợ năm nay của Mỹ vẫn bằng năm ngoái hoặc hơn nữa, chứ đừng cắt của tôi. Thì tôi lại lãnh một số tiền thù lao của chính phủ Mai Phi Long. Đó, đại khái như vậy. Đó. Thì chính phủ Mỹ lâu nay họ vẫn làm cái chuyện đó. Đó. Thì khi mà cần cái gì đó thì chính phủ Mỹ, thay vì nói chuyện ông Long khó và nói chuyện ông Dũng, Dũng sẽ nói chuyện ông Long, thì ông Long sẽ làm những cái gì đó có lợi cho nước Mỹ. Chính phủ Mai Phi Long sẽ làm gì đó lợi cho chính phủ Mỹ. Đó. Nói về mở ngoặc quý vị biết. Và trở lại vấn đề là gì? Bây giờ đại dịch Covid-19 nó xảy ra, thì các nước người ta nhìn vào nước Mỹ như thế nào qua những gì xảy ra trong những ngày qua, thưa anh Long? Thưa vị, trong những gì xảy ra ở ngày, chúng ta thấy một nước Mỹ đứng đầu, nhưng mà cái sự đứng đầu ở đây không phải đứng đầu ở cái vị thế lãnh đạo. Có một điểm hồi nãy anh Dũng có đề cập đến quý vị rằng là sau khi Liên Xô sụp đổ là thế giới nó đa cực. Cái điểm đó thì tôi nghĩ rằng là tôi có nhìn cái nhìn khác hơn. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chúng ta chỉ có đơn cực là nước Mỹ. Và chuyện đó chúng thấy rõ ràng ngay trong cái cuộc chiến ở vùng vịnh lần thứ nhất cũng như lần thứ hai, khi mà Tổng thống Bush cha tiến hành giải phóng Kuwait, cả thế giới xuống lại. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.